Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ sắp đến thì tôi xin được phép chúc những người hâm mộ bóng đá trước hết và toàn thể những người xem truyền hình cũng như là đồng bào có một cái năm Giáp Ngọ với một cái thế hưng phấn, với một cái sức mạnh, với những cú nhảy để chúng ta cùng nhau gặt hái được những cái mong muốn mà chúng ta đặt ra, và trên hết là chúng ta sẽ có một cuộc sống vật chất và tinh thần hài hòa ngày càng tốt đẹp hơn. Bia Sài Gòn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đánh giá là một cái doanh nghiệp đã thổi một cái hơi ấm vào cho bóng đá Việt Nam thông qua cái bóng đá phong trào. Và chúng tôi nghĩ rằng là một cái doanh nghiệp mà bền vững, không chỉ là sản xuất giỏi, không chỉ tham gia tốt vấn đề xã hội và môi trường, một cái doanh nghiệp giỏi còn là một doanh nghiệp giữ được cái tình cảm, giữ được cái sự thiện cảm của nhân dân, của người tiêu dùng với tư cách mà cái logo chúng tôi đã thể hiện là Bia Sài Gòn, niềm tự hào của Việt Nam. Chúng tôi muốn là thương hiệu Bia Sài Gòn sẽ in đậm trong tâm trí người tiêu dùng, sẽ như là một cái sản phẩm để kêu gọi cái lòng yêu nước, cái lòng ái quốc, đặc biệt là thực hiện trực tiếp cái cuộc vận động của Bộ Chính trị người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bia Sài Gòn, niềm tự hào của Việt Nam. Nhân dịp năm mới, xin gửi tới tất cả các quý vị, các quý khách hàng và tất cả những người ưa thích truyền hình cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên VFM trong năm mới một lời chúc sức khỏe, chúc cho các bạn cùng gia đình năm mới thành đạt, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.